Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Singapore và Mỹ đã ký một thỏa thuận hợp tác sâu rộng về đổi mới quốc phòng như tận dụng trí tuệ nhân tạo AI và các hệ thống tự động để giải quyết các cách thức hoạt động của quân đội hai nước. Theo biên bản ghi nhớ đã được ký kết, hai nước hợp tác để tìm ra giải pháp cho các thách thức an ninh đang diễn ra như phát triển năng lực chống máy bay không người lái và các công nghệ nhằm tăng cường an ninh hàng hải. Bộ Quốc phòng Singapore cho biết bản ghi nhớ đã được ký tại khách sạn Shangri-La dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng đã tái khẳng định quan hệ đối tác cùng có lợi và thảo luận về các cách thức tăng cường hợp tác quốc phòng. Hai bên cũng thảo luận về các diễn biến địa chính trị và các vấn đề an ninh khu vực, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc Mỹ tiếp tục tham gia vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương.